Thuở xa xưa tồn tại một vương quốc xinh đẹp, được biết đến với cái tên Argos. Argos không chỉ những xinh đẹp, lại còn sở hữu một nguồn tài nguyên quý giá mà người ta không thể tìm ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Đó là đá tạo vàng. Cũng chính vì sở hữu nguồn tài nguyên quý giá ấy, nên từ xưa đến nay, nhiều thế hệ của Argos đã hy sinh trong vô số cuộc chiến tranh tàn khốc, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho Argos.